chỗ này, chỉ tiêu là trong vòng 3 tháng và giải pháp là tiếp cận tạo ấn tượng để đánh gục được người đó để cứu đổ. Từ cái nhóm giải pháp này thì bọn mình sẽ có hai nhóm mục tiêu và giải pháp chiến lược. Thứ nhất là cái mục tiêu tiếp cận. KPI đánh giá là số lần gặp mặt trên tuần, xác định theo tuần là tạo một thói quen. Mục tiêu là tạo thói quen của người đó là gặp người này nhiều như tạo ấn tượng. Chỉ tiêu đánh giá của bọn mình đây là ít nhất 2 lần trên một tuần phải gặp được cô này. Phương pháp là tạo ra tình huống, còn tình huống như thế nào thì có thời gian của mình trình bày tiếp. Nếu bạn muốn có nhu cầu cơ đó thì về với nhóm mình sẽ trình bày. Ấn tượng thì để người ta nhớ về mình và tạo được cái số lần là cứu lại, thì ấn tượng tốt hay ấn tượng xấu thì đó là đều là ấn tượng. Và thường thường và những cái người mà làm và ấn tượng xấu thì cũng hay cái mặt phải ghét, thế mình sẽ nhớ lại phần. Và khi mục tiêu của mình là tạo và lại nhớ đến mình thì đó cũng là được mục tiêu. Nên là đây bọn mình là tạo ấn tượng, giải pháp và cái KPI của mình đã được là dấu ấn trên từng lần gặp, mà lần gặp ở đây là 2 lần trên 1 tuần, tức là lần nào gặp cũng sẽ có ấn tượng, sẽ có tuần tốt, có tuần xấu và có tuần bình bình để tạo thay đổi cảm xúc. Chỉ tiêu là cái dấu ấn là 100% đạt được cái mục tiêu ban đầu là tạo được ấn tượng. Giải pháp ở đây thì có 3 nhóm giải pháp lớn. Thứ nhất là cái ngoại hình đẹp là ấn tượng rồi, xấu cũng được cũng là ấn tượng. Cái thứ hai là nó phải cá tính. Thực ra cái từ cá tính mà mình chưa chọn được từ, nhưng thực sự đó nói về cái dấu ấn của từng lần gặp như vậy tốt xấu tùy. Và cái thứ ba là chuẩn bị tài chính. Sau đó thì mình gặp tài chính. Còn chi tiết những cái như thế nào đó là ra thì bạn có thể gặp bọn mình và nhóm mình sau cùng là bọn mình. Rồi bây giờ nhóm nào có phản biện gì không ạ? Dạ, rất mong được sự góp ý của các bạn thì bọn mình có thể cưa đổ được. Chúng ta sẽ coi coi có làm đúng chưa, rồi chúng ta cần chỉnh gì không? Dạ, dạ trước khi em có ý kiến em muốn hỏi là anh là có bạn gái chưa ạ? Dữ.